fan liên tục vào sân xin chữ ký, selfie với Messi. NEJRSEICDV cởi trần vào sân xin Messi ký lên lương. Người khác cầm điện thoại cố gắng selfie với siêu sao Argentina trong trận giao hữu với Jamaica tối ngày 27 tháng 9. Một cổ động viên chạy vào sân cầm điện thoại xin selfie với Messi đầu hiệp 2 trận giao hữu giữa Argentina và Jamaica trên sân Red Bull Arena, New Jersey. Tuy nhiên chưa thực hiện được ý định, anh bị nhân viên an ninh quật ngã. Cổ động viên này chỉ còn cách giơ máy chụp thần tượng liên tục khi đã nằm trên sân. Các nhân viên an ninh và thành viên ban tổ chức sân vất vả ngăn fan cuồng vào sân làm gián đoạn trận đấu. Gần cuối trận, một người đàn ông cởi trần chạy xuống sân cầm bút xin Messi ký lên lương. Anh này được tọa nguyện trước khi bị các nhân viên an ninh quật ngã. Nhân viên sân suýt xô ngã siêu sao Argentina khi ngăn cản fan cuồng. Trong trận giao hữu với Jamaica trên đất Mỹ, Messi lập cú đúp chỉ trong 3 phút cuối trận phút 86 và 89, góp công lớn vào chiến thắng 3-0. Siêu sao Argentina vẫy tay chào fan khi tới Red Bull Arena chuẩn bị cho trận giao hữu tối ngày 27 tháng 9. Tuyển Argentina sang Mỹ từ tuần trước chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Honduras 24/9 và Jamaica trước thềm World Cup tại Florida, nơi Argentina đấu giao hữu với Honduras vài ngày trước. Messi và các đồng đội giao lưu với câu lạc bộ Inter Miami. Tại đây, anh ký tặng thủ thành đồng hương Francisco Ranieri lên tay. Vài giờ sau, Ranieri xăm luôn chữ ký của thần tượng.